đường gom đại lộ Thăng Long ngập đến bụng. Nhiều đoạn đường gom đại lộ Thăng Long ngập tới 1 mét khiến phương tiện từ nội đô gặp khó khi đi về quận Nam Từ Liêm, huyện Hoài Đức, Quốc Oai, Thạch Thất, chiều ngày 23 tháng 7. Do ảnh hưởng của bão Grapiron suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, Hà Nội mưa to từ 7 giờ đến tối ngày 23 tháng 7. Từ khoảng 15 giờ, đường gom đại lộ Thăng Long, đoạn qua huyện Quốc Oai, bắt đầu ngập, tới 18 đến 19 giờ thì nước tới ngang bụng. Trong ảnh là ô tô chết máy khi cố đi qua điểm ngập. Một phía đường gom đại lộ Thăng Long mênh mông nước. Trên đường gom có nhiều điểm ngập sâu, như điểm cách đầu đại lộ 5 km, điểm cách 7 km, trước cửa thiên đường Bảo Sơn. Xe ngập nước bị chết máy, ông Vũ Văn Nam phải dắt bộ từ quận Nam Từ Liêm về nhà ở huyện Thạch Thất. Theo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội, lượng mưa từ sáng tới gần 19 giờ hôm nay ở 18 quận, huyện trên 80mm, cao nhất Hà Đông 190mm, kế đó là Hoàng Mai 160mm, Thanh Oai 140mm, Quốc Oai và Đông Anh 130mm, Nam Từ Liêm 120mm. Người dân Hà Nội vật lộn với mưa ngập trên phố Hà Nội. Trong cơn mưa lớn, người dân phải xuống đi bộ hoặc tắt máy dắt xe men theo mép đường sâu khoảng 0,4m. Dài 30 km, đại lộ Thăng Long là tuyến huyết mạch nối trung tâm Hà Nội với các quận huyện phía Tây như Nam Từ Liêm, Hoài Đức, Quốc Oai, Thạch Thất, đi qua nhiều khu đô thị. Chiều rộng đường 140m, gồm 2 dải cao tốc quy mô mỗi dải 3 làn xe, 2 dải đường gom 2 làn xe cơ giới, dải phân cách giữa và 2 dải đất dự trữ. Hai dải đường gom đại lộ Thăng Long là điểm đen ngập lụt ở Hà Nội. Nguyên nhân khu vực này nằm trong lưu vực sông Nhuệ, nơi hệ thống thoát nước chưa hoàn chỉnh, mưa to là ngập. Cốt nền đường gom, hầm chui dân sinh chỉ 4, 9, 5, 2 mét, trong khi lúc 18 giờ 45 phút hôm nay mực nước sông Nhuệ tại cống Hà Đông là 5,17m, nước sông cao hơn nhiều đoạn đường gây khó khăn cho việc tiêu thoát. Nhiều ô tô bị ngập nước chết máy, được người đi đường đẩy giúp. Nhiều hầm chui trên đại lộ Thăng Long như hầm số 3, 5 và hầm km 9, 656 bị ngập 0,5m khiến ô tô, xe máy di chuyển khó khăn. Lối ra đại lộ từ khu đô thị ở Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm bị ngập khoảng 0,4m, ô tô chạy qua tạo sóng nước lớn. Các hộ gia đình sống bên đường gom đại lộ Thăng Long phải dùng bao tải, gỗ che chắn để nước không tràn vào nhà. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội cho biết đã mở cửa các hồ điều hòa Thiền Quang, Bảy Mẫu, Tân Mai, Đống Đa, vận hành trạm bơm đầu mối Yên Sở, Đồng Bông 1, Đồng Bông 2, Cổ Nhuế để hạ mực nước trên hệ thống. Từ đó tiêu thoát nước ở khu vực ngập. Cảnh sát giao thông sử dụng xe chuyên dụng chặn lối vào đoạn đường ngập. Nhiều xe máy được hướng dẫn di chuyển vào làn ô tô trên đại lộ. Nhiều người đành dựng xe vào lề đường, đứng chờ nước rút. Tuy nhiên, đến 19 giờ, Hà Nội vẫn đang mưa to do hoàn lưu sau bão. Nhiều người quay đầu xe khi biết đoạn đường phía trước ngập sâu. Cảnh sát giao thông, nhân viên thoát nước đứng ra phân làn, cho xe máy đi lên đại lộ. Lượng xe máy tăng đột biến đã gây ách tắc, rối loạn ở một số đoạn. Đến 21 giờ, đoạn đại lộ Thăng Long chuẩn bị rẽ vào khu đô thị An Khánh. Huyện Hoài Đức vẫn bị ùn tắc. Trên đường gom, các hầm chui số 3, 5, km 9, 656 nước vẫn chưa rút hết. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão, miền Bắc tiếp tục mưa trong đêm nay và ngày mai. Tổng lượng mưa phổ biến 40-100mm, có nơi trên 200mm, nguy cơ gây sạt lở ở miền núi, ngập lụt ở vùng trũng thấp, đô thị.